와. Em ngồi xuống em nghe coi bạn bên đây hát cái gì. Alo. Alo, em nghe rõ không em nghe ơi? Rõ, nghe rõ. Đây bên đó nói lấy giọng rõ. Anh hát cho em nghe một bài rất là tình cảm. Đó là bài hát Như Khúc Tình Ca. Gió ơi, nhờ gió mang theo những yêu thương nồng cháy trong tôi. Đến em và ướp hương hoa để cho tôi nghe một thoáng bối rối. Như cánh én tôi đi tìm xuân, tìm đến nông trường đầy nắng gió bụi mờ. Tôi sẽ hóa cơn mưa đầu mùa để thấy em về bên lá non xanh. Và xin hết. Sao em cảm nhận qua cái điện thoại như thế nào? Em nghe rõ không em? Dạ rõ. Chào mọi người ở trên trường quay và đang coi trên TV và YouTube. Em tên là Phan Thị Chí Tài, em 27 tuổi. Em sống và lớn lên ở châu Âu, chính xác là ở Paris, ở Pháp. Được 22 năm và em làm nhân viên sale ở công ty Pháp. Tức là em từ bên Pháp em về đây tham gia chương trình hả? Dạ đúng rồi, em biết chương trình này từ Pháp lận. Từ Pháp lận dạ, hả? Dạ. Em sao không cứ lấy kiếm vợ bên Pháp và phải về Việt Nam để kiếm vợ? Dạ tại vì bây giờ em muốn em rất thích văn hóa Việt Nam, xong em bây giờ muốn tìm hiểu phụ nữ Việt Nam và em thấy phụ nữ Việt Nam cũng rất xinh đẹp. Các anh bên kia anh có nhậu nhiều không ạ? Anh không có thích nhậu xíu nào hết. Anh cũng... Vậy anh nhậu được không anh? Anh không muốn nhậu nên anh không có muốn biết là anh nhậu được hay không. Có nghĩa là không biết nhậu. Được không? Dạ được, dạ. Trời ơi, quá rồi. Tốt rồi chị. Quá tốt. Em được cái là ấn tượng với những người nào mà đầu đinh lắm. Tại nhìn khuôn mặt sáng lắm. Nhưng với lại thích những người mà hay cười. Bên đây hay cười nhưng mà đầu chưa đinh. Về vuốt keo sẽ đinh. Xuống muốn đầu láng mới khó nha. Đầu đinh thì người ta có tóc rồi, chỉ cần đi đầu đinh là nó dễ thôi. Ngoài thì như vậy thôi. Như vậy là sao? Như vậy là cho nó ở Việt Nam họ nói là ba vòng đẹp thôi. Ba vòng đẹp. Ba vòng là phải có điện nữa. Mà dạ vòng 1 thì ba mẹ đã cho rồi, mà vòng 2 thì vòng 3 thì em biết là cái đó là thay đổi được. Bạn đó có vòng 2 hay vòng 3 mà không có vừa lòng thì đi tập thể thao với em thêm cũng được, tại em cũng rất đam mê thể thao. Vậy là quan trọng vòng 1 không có thay đổi được đúng không, còn 2 vòng kia thay đổi được ha. Dạ vòng 1 dạ. Trời ơi. Lúc có tiền thì vui, không có tiền thì buồn đúng không? Ủa cái này là sao anh biết cho hay à? Cái tâm lý nhiều người vậy mà. Thường ai cũng vậy mà. Dạ. Em buồn quăng tiền vô cái vui liền à. Tiền em tự kiếm em vui lắm chị. Còn tiền mà người ta tự quăng vô em chưa chắc là em lấy đâu. Trời ơi, tao quăng chị lấy quăng hết. Tiền như thế nào trong cuộc sống? Tự bản thân mình kiếm ra thì em rất là vui và trân trọng nó. Còn tiền mà giống như từ trên trời rơi xuống á, em sợ lắm. Cái đó em bắt bỏ tù luôn á. Em có xếp rồi em ủi nó này kia không? Dạ không, tiền bây giờ ủi là chắc nó quéo luôn anh. Em có sở thích là đếm tiền. Em đếm và em xếp thôi. Thôi vậy. Dạ. Lần đầu tiên thì Phạm thì Cát Tường đẹp quá. Đẹp trai ha, đẹp gái ha. Bây giờ cô này cũng chưa có mối tình nào hết trơn á trời á. Dạ. Nếu mà vô cái là coi như em là mối tình đầu đó. Em có muốn em làm mối tình cuối luôn không? Có chị. Bây giờ nếu mà được thì chừng nào là tiến tới luôn được? Được là em quất liền á chị. Liền là bao lâu? Chuẩn bị. Dạ. Tôi hỏi đám cưới. Đâu ra quất liền vậy? Hợp nhau, hợp nhau là mừng tới à. Mừng cái gì? Được, em chỉ cần yêu anh cùng mọi thứ để anh lo. Có cái điều gì mà em không thích ở người phụ nữ không? Bài hài. Trời, nghe từ bài hài thấy ghê quá. Em thích người phụ nữ, người ta nói ở nhà là như con sen, phải gọn gàng, sạch sẽ, ngăn nóc, ra đường thì như bà hoàng, lên giường thì đi ngủ giùm em. Gì? Lên giường hay đi ngủ anh? Chứ nhiều người lên giường càm ràm em sợ. Gì có chuyện giường chiếu đây nữa. Hôm nay chúng mình không còn gặp nhau. Trời ơi, cái gì vậy? Bao đêm ngồi nhớ nhung ơi là sầu. Tình buồn như
lá vàng rơi. Còn gì đâu nữa em ơi, duyên kiếp giờ mình chia hai lối. Không, cái bài này là do ngày xưa trời bà gái tôi lấy chồng hát. Người ta chưa có một cái mối tình nào hết trơn á. Mới mở màn lên gặp người yêu lần đầu tiên đi, chia tay đốt phòng lòng nhảy rồi nhảy rồi. Thôi bỏ qua. Có cái gì nó vui hơn không? Gì đi. Bước lại câu này cho nó dễ này. Câu gì? Em gỡ điểm lại nè. Được không? Được. Hòn lửa xa vào đôi mắt em. Về đâu làm tóc xòa bên rèm thấm ướt. Đó, được chưa anh? Cố gắng. Thôi giờ á, hai bạn làm một cái gì chung với nhau đi, đi nhảy hợp không? Lý dạ, em có thể nhảy được một chút xíu. Chiều. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thơ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Oh. Hay quá. Hay quá. Cô giáo trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Đủ không? 10 ngón đủ không? 7. Mối tình dài nhất là được bao lâu? Cứ 30 ngày là chia tay. Có tìm hiểu nguyên nhân không? Có chứ. Nguyên nhân thứ nhất, em là một huấn luyện viên aerobic, nói em về chân heo. Mà em không thích chân heo, em muốn dừng lại chứ không phải là chia tay. Em trai em mốt em lấy vợ về, em định cho vợ làm gì cưng? Chân bò. Công việc thì em cũng không yêu cầu, bởi vì là bây giờ là thế hệ bây giờ là em nghĩ là cứ đam mê theo thì là sẽ tốt hơn. Đó dễ. Nhưng mà trong trường hợp bắt buộc thì cũng có như anh nói phải chăn bò đó. Ngoài cái lý do chăn heo ra còn cái anh nào lý do hay hơn nữa không? Có. Anh nào? Anh sao? Thứ hai. Anh thứ hai. Sao đẹp trai, phong độ, em rất thích. À. Nhưng cái việc mà đi ăn mà đến giờ tính tiền ăn đi toilet mà nhiều lần chứ không phải một. Thì em đừng sau... có tính, em cứ ngồi đó em đợi. Sau đó nói à, em ơi thôi em chạy cho anh nhất lần sau anh chạy. Đàn ông cái gì mà cứ tính tiền, lúc tính tiền đi toilet. Em phải đi toilet trước ảnh. Nghiệp lại. Tình trường của em trai thì như thế nào? Em trải qua hai mối tình nữa. Hai mối tình. Thôi em năm nhá. Giờ mối tình dài nhất là gần 3 năm. Gần 3 năm. Thôi giờ bỏ qua cái chuyện đi. Bây giờ mình muốn tìm một người yêu như thế nào? Em cần được chất phác, thật thà và cái đẹp em không cần lắm. Nhưng mà quan tâm đảm đang một tí thì khá tốt. Và em không thích là làm gì vấn đề bia rượu quá nhiều. Rượu bia em thì chớ thì em không uống. Còn tiêu chuẩn của em thì sao? Càng cao càng tốt. Vậy là ưu điểm đó là anh không đạt rồi đó. Thôi em chỉ nói vậy thôi chứ em có nói là phải như vậy đâu. 100% quá. Cần cái gì trong tính cách? Không cần đẹp trai đâu nha. Em thì không thích lăng nhăng. Bởi vì câu chuyện lăng nhăng nó ở trong một câu chuyện mối tình thứ ba. À, rồi sao nữa? Chưa xong à, em 7 mối tình anh. Sao bây giờ em mới kể hai mối tình. Mối tình thứ ba, chàng trai rất là yêu thương em. Nhưng biết em là, ui em nay đi dậy về mấy giờ? Chắc 8:30. Là 20:30 tối ấy, khán giả. Thì lại hẹn hò với cô khác sớm hơn. À, tới đúng giờ đó có bấm thời gian hay sao á, hẹn giờ. Đến giờ, đến mua em xin tố, dán đi ăn chè.
Một ngày đẹp trời, em đến con nhà con bạn thân, em nói: ê mày khoe người yêu cho tao coi. Nó không chịu. Vô tình em cầm điện thoại nó, em selfie, thì em mới nhìn thấy mặt nó chả bé. Hai đứa chụp chung. Trời ơi, thằng bồ mình mà. Rồi xong, hai nó yêu lén và không cho em biết. Chơi vậy gọi là nắm tay sau lưng người khác không được. Em... thế thôi bỏ qua đi em. Tình yêu này mới giữ nè. Một chút xuống anh có thời gian khoảng chừng một buổi anh nghe kêu em kể hết 7 mối tình cho anh nghe nha. Tình yêu của em thú vị quá. Em toàn quen trai đẹp và hào hoa nhưng mà người ta nghĩ người ta đẹp. Người ta hết mình nhanh lắm, hết, hết. À, có nghĩa là xấu hơn mình đi ha. Cho nên thôi xấu hơn mình đi, xấu dễ xài. Đây là 4 cái kẹo do chị đi Hàn Quốc về mua. Luôn giữ mãi không dám ăn nhưng mà hôm nay tặng cho bạn. Em cũng đâu kém gì ăn đâu. Cái này là trái tim, cái tấm lòng. Cái này là tặng anh nói nổi hiểm. Độ an toàn mà anh chất chạy, lắm đó. Anh chạy xe cũng không nhanh lắm. Vậy khi nào đua này... với em ha? À, đua không phải không đua đâu. Đi về nhà anh thì được, em đua thì có anh nghĩ là. Nhưng mà anh cảm ơn. Anh thử độ xem. Hả? Vừa rồi, không chứ? Rồi thử đi, nón cũng hơi nhỏ đó. Hợp với em đó. Đây độ cho. Còn em ơi, em gái ăn kẹo đi, chứ có chừng hết đáp đó. Không có anh ơi, kẹo nữa. Ôi trời ơi, màu đen đi màu đỏ là chất ngất luôn anh. Trời ơi. Giống xe ôm. Không hợp dữ cái trời. Lấy vợ lấy liền tay liền. Có cô này về cả xóm cả làng vui cả tháng luôn. Lấy luôn à? Lấy luôn. Đi về. Đi quên cho em ngồi em thở em mệt. Sáng giờ chưa ăn mà toàn ói thôi, đi say xe ha. Trời mở lớn lên anh ơi. Em yêu âm nhạc sôi động. Mà cái của em, anh Linh cho em kể lại một cái mẫu chuyện này cái anh Linh. Rồi được không? Kể đi em, rồi kể đi em. Hồi sáng này nè cái anh Linh biết làm sao không? Em đi xe á, cái đến đây nè, kêu bằng cái ngồi ở trên xe mà. Cái dạng tới đây á, nói tới cái số nhà, cái số với cái... Địa chỉ. À, địa chỉ. Bắt đầu cái anh biết làm sao không? Em nói Sài Gòn, giờ nó văn minh thấy ghê, nói địa chỉ với cái là tới nhà ha. Rồi cái bắt đầu cái tự nhiên cái em mới móc cái, em mới nói là 34 đường Võ Thương Tín. Cái bắt đầu em ấy cái chạy một khúc, tài xế kiếm hoài đâu có gặp. Em ấy móc cái chứng minh ra là tên của em nè, là Võ Thương Tín. Cái anh tài xế nó mới kêu bằng bất ngờ, nói trời ơi, vì người tên đường mà tên của ông ở trong đây nữa ông cố. Cái em nói trời ơi, đâu phải, tại tên của em quên đi. Em quên cái tên đường, cái em nói đại, lúc đó em run em rối hết rồi. À, rối là tên đường hả? Cái giờ rảnh ra của em á, thì em phụ mẹ em mua bán trái cây ở đầu chợ á. Mình mua bán mà anh. Em xách cái vỏ của mẹ em á hả? Không phải, như là muốn tặng cái món quà như là một cái hộp cho nó đẹp à. Mà cái tự nhiên anh biết sao, em mới nhìn em thấy cái này là tái tim nhiều quá. Cũng như là với cái vỏ sách này nè, là cho bạn bạn nữ cái như cái hộp là bản
để ở nhà hoài à. Còn cái vỏ sách này bản sách đi, bạn nhớ em hoài. À trời ơi. Thì em làm từ đó giờ em chạy xe thì chiếc tỷ như em chạy được 5 tâm. Em về em đưa mẹ em 3 tâm, em lấy 2 tâm em bỏ túi để đi chơi với bè bạn. Rồi bắt đầu thì còn cái số tiền đó mẹ ba giữ giữ đó, nào mà lấy vợ thì nói mẹ, mẹ em đưa. Bây giờ em muốn có một người yêu lý tưởng như thế nào? Dạ thì ngoại hình nó cũng bình thường. Gì nó? Ngoại hình em mấy chứ khi nó? À, ngoại hình thì bình thường thôi, đừng có mập quá, em sợ tối mập khi đẹp chết. Rồi. Anh ơi, ngoại hình em hơi mũm mĩm thì sao? Mũm mĩm thì được, nhưng mà đừng có mập quá, nó quý. Cô cũng không có khó khăn, nhưng mà nếu hợp thì tiến tới hôn nhân. Con trai cô thì con cứ tự tin đi, tại vì ảnh chỉ có nóng tính, nhưng mà lúc ảnh nóng thì con nín thôi. Nhưng mà ảnh rất là tốt tánh, nó thương người. Nó ra đường, nó thấy những người ăn mày xin là nó hay cho lắm. Cho cả tiền ăn sáng của mình luôn, nhịn đói làm luôn. Người ta chúc mừng sinh nhật mẹ đó là người ta mua cái bánh sinh nhật gì chúc mừng. Còn anh này ảnh chúc mừng sinh nhật mẹ. Mẹ đi làm không có nhà, đem về nhà để. Mẹ ơi, bữa nay con chúc mừng sinh nhật mẹ nha. Con treo bịch ra bún nước lèo Sóc Trăng cho mẹ đó. Tại vì ảnh quan tâm, ảnh biết là mẹ anh thích món đó. Tại vì cô là người Sóc Trăng. Còn ba của Hiếu là ở Sài Gòn đó tới giờ. Đó, thành ra rồi giờ sống là sống ở nhà, chung nhà của ông bà nội. Nhà thì nhỏ lắm nhưng mà đều ấm cúng. Cô cũng biết nói sao hơn mà chúc cho hai đứa được mọi điều tốt đẹp. Dạ, rồi, cảm ơn cô nhiều. Bài của họp không nha, thử xem em dạy anh khiêu vũ xem. Dạ anh biết nhảy. Dạ. Hả? Mày ơi, số lốt. Điều gì anh điều thì gì? Anh không biết nhưng mà anh hưởng em ứng cái phong trào. Vậy bây giờ em chỉ anh điệu cha 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 ha. Điệu nó chi cho nó khó vậy, ta ôm nhau xì lô đúng ba gì đi. Dạ. Dạ. Trời ơi. Đó. Vậy đi. Dạ. Biết hát bài gì vừa hát vừa nhảy đi. Một khi anh đã yêu là con tim anh đã dâng trao cho tình yêu. Dù được tình yêu muôn khó khăn và đôi khi anh biết anh không được may mắn. Chẳng cần bận tâm hay nghĩ suy, mình hy sinh cho ai đó sẽ được những gì. Đã yêu nhau thì cứ yêu đi, sẽ cho ta ngày tháng chẳng hề phung phí. Và nếu bây giờ anh đã được nói một lời, nói anh sẽ yêu mãi mình em, chẳng có bao giờ anh muốn xa rời. Dù ngày mai tới là ngày sau cuối, chỉ cần em biết anh luôn hằng yêu em. Hùng luôn, hùng luôn. Hùng luôn. Hay quá. Rồi vậy thôi, bấm nút chi nữa. Người ta là bấm nút rồi mới được hùng đó. Mà đây anh hùng trước khi bấm luôn rồi đó. Chị sao? Chị sao? Dạ cũng được. Cũng được hả? Bấm không? Dạ em bấm. Bấm hả? Bấm. Rồi. Cặp này có duyên lắm luôn á nha. Nè, tôi nói thiệt á, cặp này mà không ăn đời ở kiếp tôi thua gì cũng thua luôn á. Không yêu ai hết. Dạ, tại vì môi trường em đi đồng nghiệp em còn được không anh? Rồi gặp con trai hoài rồi nó quen rồi sao? À, không sao anh. Em vẫn yêu được con gái mà anh. Giới tính rõ ràng không? Dạ, rõ anh. Chuẩn men không? Có anh. Có ha. Đi làm sao có ngủ chung với bạn trai không? Dạ có chị. Có ôm không? Dạ, lâu lâu. Lâu lâu đúng không? Thì đồng nghiệp anh. Có ai nói em là thiếu men hay là bơ đơ gì không? Dạ có, cả công trường em luôn. Trời đất ơi, chết rồi. Để nhưng không? Mà... Trời, anh chị nhìn giùm em đi. Để chị nhìn coi. Che cái gì?
Ủa đi công trường á hả? Dạ. Em kỹ sư xây dựng á hả? Dạ. Người ta đen thù lùi sao em trắng tinh vậy? Dạ son phấn. Em bịt 8 lớp khẩu trang hả? Em ngồi thẳng cái lưng lên coi. Men không? Dạ có. Trời ơi dạ có sao mà nó yếu ớt dữ vậy trời. Dạ em bị rung vậy. Chết rồi, uống sữa tươi đó chị. Béo tay béo chân vậy. Em cưới vợ ở đâu? Dạ ở đây vậy. Ở đây là ở đâu? Có nhà chưa? Nhà em bên quận 7, ở chung với ba mẹ. Chung với ba mẹ? Dạ. Rồi làm dâu không? Ba mẹ khó không? Ba mẹ em stin lắm chị. Mẹ em còn nhảy được học ba cái năm sai. Ủa vậy hả? Dạ. Quá dữ quá dữ. Dữ. Được. Em có thích sống thử không? Dạ, không. Người ta cho thử cũng không luôn. Không. Chắc không? Chắc. Cái mặt nhìn gian lắm nha. Thiệt đúng không? Dạ, nhà em khó lắm chị. Khó lắm phải không? Rồi. Đám cưới rồi mới đẻ nha em. Anh tặng em cái dụng cụ này để em có thể em tập luyện ở nhà. Trời, em không có kinh nghiệm tập mấy cái này luôn á. Cái này làm sao anh? Có thể anh hướng dẫn cho em cũng được. Em cái này tăng đùi và tăng vào mông của mình. Dạ, cảm ơn anh nhiều. Em gắn cái này vô trong ngay cái đùi của em. Phần đùi dang động phần chân, đứng dang động bằng vai ha. Ngực vẫn thẳng cho anh. Phần mông em đẩy ra đằng sau. Xuống, quát. 1 Xuống 2 3 4 10 cái, 4 hẹp vậy cho anh. Dạ. Mọi động tác. Dạ, cảm ơn anh. Rồi, ok. Bây giờ em muốn anh biểu diễn thể hình cho em coi không? Ok chị. Ok chị. Em đợi nãy giờ đó mà em ngại quá em không dám nói. Biểu diễn cho cô coi đi, là cô quyết định cô có bấm nút chọn em hay không? Em đừng các em khoái kiểu này nè. Tại vì em trai mà nếu bạn em, mấy đứa bạn thân em nói là em không có cửa với trai số muối á chị. Bữa nay em sơ cho mọi người thấy là em cũng có khả năng đụng tới trai số muối. Nãy giờ chưa có đụng, em chưa có đụng. Đụng thử chị. Đụng đi. Nó dội ngược á chị. Rồi nó cứng thiệt á chị. Đâu cho cô coi cái muối cái coi, dán cái bụng lên coi cái muối. Là một muối. Một muối rồi chị, còn bốn muối mờ thôi à chị. Xén xíu coi. Em bóp vô cơ coi. À, thiệt luôn. Thôi xỉu xỉu ngồi đi để xỉu à cưng. Ưu điểm của em là cá tính mạnh mẽ, hòa đồng, với lại một phần của em là hơi hài hước nữa. Còn khuyết điểm của em thì là hơi thẳng tính. Bề ngoài người ta nhìn vô người ta nói em hơi bị lạnh lùng. Nhưng mà tiếp xúc với em chút thì thấy em lùng chứ em không có lạnh. Ưu điểm của em là hiền, cũng mạnh mẽ. Mặc dù là em năm nay cũng ba mấy rồi mà em cứ luôn nghĩ mình mới có 24 thôi. Lần đầu tiên bảo rằng bước lên trên đây, rằng lòng sẽ đem ai kia đó về. Giờ thì đến rồi, chỉ còn giây phút nữa mà thôi. Hồi hôm qua, mặc dù vẫn đang tươi cười, mà lòng thấy như hoang mang rối bời. Và đã đến rồi, vì chàng ở sát bên mà thôi. Thì hãy vui lên đi và tự tin nói hết những khuyết điểm, ưu điểm mình đang có, rồi sẽ chia tâm tư, nguyện vọng hay tiêu chí, vẽ ra luôn hình màu cho đối phương. Vậy thì em xin nói trước một lời, về người đàn ông em sẽ bấm nút chọn. Điều đầu tiên kiên quyết đó chính là người phải luôn yêu em. Hay quá. Hôm nay mẹ thấy là cái cô bên này cũng hơi có cái tánh hài hước thì hơi. Mẹ chịu á, cô nói với con vậy. Thịnh cô nó thiệt tình dữ lắm.
ai nói nói gì nó tin nấy. Hồi nhỏ là người ta gạt nó hoài. Con có cơ hội thì con cho nó cơ hội rồi về con điều khiển nó, chứ để nó bị người ta gạt hoài luôn. Trời ơi, có bao nhiêu lời đó thôi. Xin cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô. 12 năm em bỏ, mới tập lại đêm qua. Trời đất ơi, mới tập lại hôm qua đó em. Xa xa đây cưng. Mới tập hôm qua mà làm thấy ghê không? Minh Họa. Oh, kẹp nách. Dạ bỏ cũng 10 năm rồi. Nách có, nách rớt. Rồi. Với em thì một quyển sách hay là một quyển sách mà mỗi ngày mình lật nó một trang mới thì mình sẽ khám phá được thêm nhiều điều hay và nhiều điều mới từ quyển sách đó, và có thể là làm cho cuộc sống của mình nó thay đổi nhờ vào những cái điều ở trong đó mình đã học được. Em sẽ cố gắng sẽ là một cái quyển sách hay đó để anh tìm đến nó và mãi khám phá nó. Cảm ơn em, anh nhất định sẽ khám phá hết.